Uyên cảm ơn rất nhiều tác giả trẻ Phạm Gia Trang cũng đã dành thời gian cho chương trình Nhịp Sống Sài Gòn hôm nay. Và Trang thân mến, Tư Uyên được biết là Sài Gòn Kỳ Án, Cuộc Phiêu Lưu Của Những Giấc Mơ cũng là tập sách đầu tay của bạn và được Trang ấp ủ từ rất là lâu rồi. Và mình mất thời gian trong khoảng thời gian bao lâu để cho ra mắt cuốn sách này cùng với bạn đọc Trang ạ? Rồi, cảm ơn chị Uyên. Cái ý tưởng mà viết ra cuốn sách này của em thì thực ra từ rất lâu rồi. Tại vì cuốn sách này em viết là theo giống như là tâm nguyện của bố em. Tại vì những cái câu chuyện hồi xưa mà nhất là dịp Tết về á, thì gia đình thì hay ngồi chung lại với nhau, thì khi mà bố kể lại những cái câu chuyện đó thì em cảm nhận nó rất là hay mà ly kỳ, nó giống như là giấy mèn phiêu lưu ký rất là hay. Thì bố em cũng là hồi xưa cũng hay đọc sách lắm, thì bố em kêu là bố em chỉ cần viết lại cái câu chuyện của cuộc đời mình là nó đã rất là hay rồi. Thì từ cái lúc đó thì em cũng nảy ra ý tưởng là sao mình không viết một cuốn sách về cuộc đời của ba mình. Thì lúc nảy ra cái ý định viết đó thì tầm khoảng cuối năm 2012. Thì công việc thì nó cứ cuốn đi thôi, thì đến năm 2014 em bắt đầu bắt tay vào viết dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên từ năm 2014. Dạ đúng rồi. Và ra mắt là hoàn thành vào khoảng tầm giữa năm 2017 Trang hả? Dạ. Bản thảo thì được duyệt giữa 2017, còn ra mắt sách thì chính thức là đầu năm 2018, đầu tháng 1 luôn. Vậy mình tính trọn vẹn là cũng gần 3 năm. Dạ đúng rồi. Dạ, khoảng thời gian cũng khá lâu ha. Dạ. Nhưng mà chắc là được đứa con tinh thần của mình cũng được Trang ấp ủ và đầu tư rất là công phu không mà. Dạ. Em rất muốn mình để lại một cái gì đó, để lại một cái gì đó nó giống như là di sản vậy. Thì viết được ra một cuốn sách thì thực sự em rất là tâm đắc, rất là cảm thấy hài lòng với cuốn sách của mình. Dạ. Những ngày vừa qua khi mà ra mắt sách thì Trang đã nhận được những cái phản hồi như thế nào từ bạn đọc và từ những người bạn mà đã cầm trên tay cái tác phẩm của mình Trang ạ? Em thì cũng có một số bạn bè cũng như là một số bạn bè ở ngoài đời và cũng như trên Facebook thì có thường theo dõi Facebook của em. Đa số các bạn ấy là trẻ hơn em. Yeah. Thì mấy bạn có theo dõi em, tại vì em có viết blog nữa, thì mấy bạn có theo dõi bài viết của em rất là nhiều. Rồi một phần là mấy bạn cũng thích cái văn phong của em, cho nên khi sách của em ra thì các bạn, thứ nhất là những cái bạn đó thì rất là yêu quý, feedback rất là không biết có nâng mình lên tới mây không nữa. Còn một số bạn đọc thì cũng có feedback kêu là cuốn sách của em thì có like chút nhà giả Kim, like chút của Tony buổi sáng, like một chút của tiến sĩ Lê Thành Dương. Thì cái này thì chắc chắn là khán giả nhận xét đúng. Yeah. Tại vì em bị ảnh hưởng khá nhiều bởi văn phong của Tony buổi sáng và cái cốt truyện của nhà giả Kim. Yeah. Thì mấy cuốn sách đây em đọc đi đọc lại mấy chục lần nữa. Yeah. Em bị ảnh hưởng một chút. Và một phần là kiến thức á, về kiến thức về cuộc sống thì em rất là ngưỡng mộ kiến thức của tiến sĩ Lê Thành Dương. Thế nên là trong cuốn sách của em thường lồng ghép những kiến thức của ông. Yeah. Và trong cuốn sách của mình. Tức là Trang đã yêu thích văn chương từ hồi nhỏ rồi. Văn chương thì chỉ khi đi làm em yêu thích thôi. Hồi nhỏ em dốt văn lắm. Hồi nhỏ em chưa bao giờ được 6 điểm văn, cao nhất được 5 thôi. Dạ vâng. Như là trên điểm trung bình phải không Trang? Dạ. Dạ. Và hồi nãy bạn có nói là các độc giả và những người bạn của mình á yêu thích cái quyển sách của Trang là vì văn phong của bạn. Vậy là văn phong trong Sài Gòn Kỳ Án thì sẽ được bạn thể hiện như thế nào ạ? Em thì tại vì cái triết lý sống của em là mình làm sao mà thể hiện cái sự vô tư, sự hào sảng nhất ở trong cái cuộc sống của mình, thì thực ra là cái ngôn ngữ mà khi mà em viết trên cuốn sách của mình nó là cái ngôn ngữ, chính là cái ngôn ngữ mà em giao tiếp hàng ngày, cho nên là dường như chính vì vậy mà các bạn đọc người ta cảm nhận được là em đang giao tiếp trực tiếp với họ. Yeah. Qua những dòng chữ, cho nên có phần gì đó người ta cảm nhận được cái cảm xúc của em trong đó nó rất là nhiều. Chứ không phải là tại vì em không có đào tạo bài bản về văn chương như nên em không biết là câu cú nó phải như nào. Em cứ nói ở ngoài đời như thế nào thì mình cứ đưa về văn chương như vậy thôi. Đó là những câu chuyện thực ngoài đời. Trong này thì 80% là ngoài đời, còn những cái câu chuyện mà em muốn hư cấu lên để cho nó có cái chút gì đó nó ra chất văn chương. Nếu mà mình viết lại quá thì nó giống cái cuốn nhật ký quá. Và cũng tạo được một cái nét hấp dẫn. Trang vậy Sài Gòn Kỳ Án sẽ là hành trình của Trang, của ba mình hay là của ai Trang Trong cuốn sách thì em sẽ viết 1/3 cuốn sách của mình là em viết về cái chuyến gọi là đi kinh tế mới ở cái thời mà những người thanh niên ở ngoài Bắc. Người ta vô Tây Nguyên, người ta làm kinh tế mới. Thì em có viết một phần về thời mà bố mẹ em từ ngoài Bắc vô Tây Nguyên lập nghiệp, thì sau đó là sinh ra em.
thì em sẽ viết cái chặng đường tuổi thơ của em. Tuổi thơ của em ở Tây Nguyên thì có rất nhiều điều thú vị mà em nghĩ là nếu mà cái thời mà 8X đời đầu như em thì các bạn đọc là sẽ cảm nhận được là cái tuổi thơ của mình nó y chang như vậy. Bởi vậy có những cái bài thơ, có những cái bài văn của em ở trong đó mà rất nhiều bạn đọc mà cảm nhận giống như là kiểu viết cho mình vậy. Cho nên em chắc chắn những cái bạn 8X đọc những cái đoạn mẩu chuyện mà khi mà em viết về tuổi thơ thì ký ức của bạn sẽ ùa về rất là nhiều. Nghe Trang chia sẻ thì Thư Uyên càng thắc mắc thêm, thì không biết là Sài Gòn Kỳ Án sẽ có những cái nội dung như thế nào Trang ạ? Sài Gòn Kỳ Án của em thì như em nói 1/3 là em viết về cuộc hành trình của ba em. Còn 2/3 còn lại thì em viết hành trình của em. Thì em viết từ lúc em đi thi đại học. Thì những lúc đi thi đại học thì em mới lên Sài Gòn là em bỡ ngỡ lắm, qua đường, ngắm qua đường. Rồi đi xe ôm thì cuối cùng người ta chở dòng, không nghĩ chở về chỗ cũ. Thì bị những cái bỡ ngỡ như vậy thì em viết lại những cái bỡ ngỡ như vậy. Và em sẽ viết lại những cái con người mà em gặp. Em gấp mỗi một người em gặp thì em cảm thấy người ta cho mình một cái giá trị gì đó. Ví dụ như em gặp một thằng bé nó bán vé số, chạy tới nó hỏi em là anh vé số nè, cái em không kịp không mua, cái nó chạy ào qua đường, nó không có nhăn nhó thì nó rất là vui tươi, nó chạy ào qua đường xong nó lại chạy lại anh ơi vé số đi. Tự nhiên mình thấy cảm xúc mình dâng lên, mình mua cho nó 5 giờ vé số, thì mình thấy cái thằng này cái triết lý của nó rất là vô tư, nó bán không được nó chạy đi chứ nó không có cầu nhau gì. Chính vì vậy mà mình lại mua cho nó cái vé số. Thì mình thì em chợt nhận ra là mình cứ hào sảng, mình cứ thoải mái thì nhiều khi mình lại tạo ra được cái cảm xúc tích cực cho người khác. Nhiều khi mình lại bán được hàng chứ không phải là mình cứ tập trung người bán hàng nhiều quá thì lại không được. Thì có những cái lần em gặp như vậy thì em muốn ghi lại. Rồi là những lần em gặp những cái người bạn, hay là những cái như ví dụ như em gặp tiến sĩ Lê Thẩm Dương nhỉ, thì em cũng tiếp xúc được rất là nhiều cái bài học như vậy. Thì em muốn viết nó thành một cái hành trình. Có thể thấy là những cái chất liệu cuộc sống mà từ chính trải nghiệm của Trang giúp cho bạn viết nên những cái câu chuyện mà thật như vậy và được các bạn đọc yêu mến. Và Phạm Gia Trang nè, công việc chính của bạn Tú Yên được biết là không phải là về văn chương viết lách đâu, mà là làm ở một cái lĩnh vực khác đúng không ạ? Chính xác công việc của bạn hiện tại như thế nào? Công việc của em thì em đang làm marketing cho một công ty về thương mại điện tử. Nhưng mà em có một dự án sắp tới là em làm về sách luôn. Em làm về sách luôn. Cho công ty của mình luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, cụ thể như thế nào Trang ạ? Tại vì chưa ra mắt cho nên em muốn ấn tượng giúp, cho nên là em chỉ nói mình sơ qua. Mình nói một cách khái quát tí xíu ha. Dự án này thứ nhất là em muốn cái đầu tiên thương mại điện tử là em bán sách, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là em muốn giống như là tạo ra một cái phong trào viết cho các bạn trẻ. Muốn tạo ra một cái phong trào chuyên viết. Rồi cái thứ ba là em muốn một cái kênh mà chuyên nói về sách, có thể em làm trên kênh YouTube hoặc Facebook. Thì cái bây giờ công nghệ nó mới rồi, cho nên mình có thể làm một cái kênh giống như đài phát thanh của mình ở trên YouTube là chuyện cũng không khó. Tức là công việc của mình hiện tại là làm bên hiện tại thì em đã triển khai cái dự án sách của mình rồi, cho nên là em bây giờ đang 100% em là đầu tư cho cái dự án sách của em. Nhưng mà công việc của bạn là làm bên lĩnh vực là cái dự án này thì em làm trưởng dự án, cho nên em sẽ tuyển một số bạn này thôi. Tú Yên cũng cảm thấy là hơi tò mò tí xíu. Trang là người con của Tây Nguyên đúng không ạ? Nhưng mà mình biết Sài Gòn Kỳ Án là một với nhiều cái tình cảm rất là sâu đậm. Và từ khi nào Trang đã dành nhiều tình cảm cho mảnh đất Sài Gòn như thế? Sài Gòn đúng là em rất yêu Sài Gòn. Từ lúc mà bước vô Sài Gòn rồi mà không hiểu sao con người của em hình như nó phù hợp với cái Sài đất Gòn. Phương Nam này sao á. Vô Sài Gòn thì em có cảm nhận ở đây ngày nó có một cái không khí sống nó rất là thoải mái và phóng khoáng dễ chịu. Thì tự nhiên là nó đồng cảm với con người của mình, cho nên em rất là thích. Với lại thì em vô Sài Gòn năm 2006, tháng 9 2006, thì cũng là một thời gian, đến bây giờ là hơn chục năm thì cũng thời gian khá dài rồi. Thì kỷ niệm của em ở Sài Gòn thì cũng nói chung cũng khá nhiều, từ những cái kỷ niệm đi học hay là kỷ niệm đi làm, thì nó cho mình có một cái sự gắn kết vô hình với Sài Gòn. Cho nên em rất yêu Sài Gòn. Mỗi một lần Sài Gòn mà khánh thành với cầu hay là khánh thành một cái tòa nhà gì lớn là em rất là thích. Tại vì mình thấy tự nhiên Sài Gòn nó đổi mới là em thích. Và những cái sự kiện của Sài Gòn, của thành phố, nhiều khi là bạn chắc là cũng hăng hái tham gia đúng không ạ? Tham gia trong cái chương trình của người ta thì chắc chắn em không tham gia được. Nhưng mà thường là những cái tòa nhà mới hay là những cái công trình mới mà mang ý nghĩa mà nâng tầm Sài Gòn lên là thường em sẽ tới em coi.
Dạ. Sài Gòn là một chủ đề cũ rồi, khá cũ và người ta cũng khai thác rất nhiều rồi. Với Trang thì bạn làm như thế nào để tập sách của mình trở nên mới mẻ khi đến tay bạn đọc ạ? Em nghĩ thì Sài Gòn nó là chủ đề cũ, nhưng mà không phải là cái chủ đề mà người ta không muốn nghe. Cũ nhưng người ta vẫn muốn nghe hàng ngày. Tại vì Sài Gòn, cái thứ nhất người ta muốn nghe là người ta muốn nghe lại cái quá khứ, cái kỷ niệm của người ta. Thì em nghĩ là trong cái cuốn sách của em mà em lồng ghép, em đưa những cái tình tiết mà cho người ta thấy là cái ký ức của người ta nằm trong cái trang sách của em, thì dĩ nhiên người ta đọc người ta sẽ cảm nhận được. Thì cảm nhận thì mỗi người thì một cảm nhận thôi. Thì đầu tiên là em cứ viết theo cảm nhận của em, rồi nó trúng cảm nhận của ai thì người đó sẽ mê. Còn không trúng thì em cũng đành chịu thôi, chứ em không thể nào mà viết được mà hài lòng hết tất cả mọi người được. Dạ, thật ra thì Sài Gòn ai cũng yêu cả. Có người yêu cái vẻ đẹp của Sài Gòn, có người thì yêu mảnh đất Sài Gòn và nhiều khi là những câu chuyện của Sài Gòn nữa. Thật ra câu chuyện của Sài Gòn thì rất nhiều. Dạ, đúng rồi. Dạ, và mỗi ngày trôi qua thì lại là một trải nghiệm với mỗi người. Dạ. Dạ. Trong tập sách Sài Gòn kỳ án và cuộc phiêu lưu của những giấc mơ, cái chủ đề mà Trang muốn hướng tới các độc giả là như thế nào? Trong cái cuốn sách này thì em có một vài ý thông điệp mà em muốn truyền tải tới bạn đọc. Thứ nhất là đầu tiên là để mà có một cuộc sống mà nó mang tính chất nó phiêu lưu khoái hoạt thì mình nên có một giấc mơ. Mình có thể giấc mơ nó bình thường, ví dụ em giấc mơ em là một nhà văn nổi tiếng hả? Em có một giấc mơ là có một cái nhà sắt mà lớn nhất Việt Nam chẳng hạn, đấy là một những giấc mơ. Hay là em có giấc mơ là em muốn xuất khẩu nông sản của Việt Nam ra nước ngoài chẳng hạn, đấy là những giấc mơ. Thì em nghĩ là giới trẻ nên có những cái giấc mơ như vậy để mình có một cái giấc mơ, để giống như nó là cái kim chỉ nam cho mình sống á, để mình đi nó có định hướng hơn. Cái thứ hai á là em muốn truyền đi một cái thông điệp ở trong cuốn sách này là sống hay vô tư nên càng sớm càng tốt, loại bỏ cái sự đố kỵ cho con người của mình đi. Đó. Thì trong cái cuốn sách này em có xây dựng hai cái nhân vật. Hai nhân vật là Chihuahua và Sekura. Chihuahua thì là một người giỏi nhưng mà rất là háo thắng. Còn Sekura là một người giỏi, cũng giỏi nhưng không giỏi bằng Chihuahua, nhưng mà lại là người trầm tính. Thì hai con người này em xây dựng thực ra nó là hai con người trong một người. Nó, những cái cuộc đối thoại của hai nhân vật này chính là đối thoại nội tâm của chính một người. Vậy cho nên em xây dựng ra hai nhân vật này để cuối cùng Chihuahua sẽ, mỗi một câu chuyện Chihuahua sẽ học được bài học là mình càng đố kỵ thì cuộc sống của mình nó càng đi vào tối tăm thôi, chứ không có được cái gì hết. Rồi cuối cùng mình sẽ ngộ được ra là mình sống vô tư, mình sống chia sẻ thì nó sẽ, cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn, mình sẽ cảm thấy nó an nhiên ở trong cái tâm hồn của mình hơn. Tức là hai cái sắc thái trong một cái tính cách con người. Đúng rồi, đúng rồi. Tạm gọi là nhiều khi cái tính tốt và cái tính xấu. Đúng rồi. Và đôi khi là nếu mà mình giữ được cái tâm của mình thì cái tính tốt nó sẽ nó sẽ là cái phần trội hơn cái tính xấu. Còn nếu mà mình không giữ được thì cái xấu nó sẽ lấn chiếm. Theo em nghĩ thì cái này là nó có theo từng giai đoạn tuổi, thì đặc biệt là cái tuổi từ dưới 30 á, là tính tình là mình còn trẻ cho nên mình rất là bốc đồng. Thì nó giống như là cái cậu Chihuahua vậy đó. Rất là bốc đồng, rất là hăng say, nhưng mà càng lớn thì mình sẽ càng ngộ được ra những chân lý của cuộc sống, thì mình sẽ trầm tính lại, rồi mình sẽ cảm nhận được cái điều nó giá trị thực hơn trong cuộc sống. Tức là Trang muốn hướng tới các đối tượng là các bạn trẻ đúng không ạ? Sách này của em thì hướng tới các bạn trẻ là nhiều. Bản thân Trang thấy mình đã đủ trải nghiệm đi, từ những cái hơi bốc đồng của tuổi trẻ đi, và sau này thì khi đến ở cái độ tuổi như thế này cảm thấy là mình chững chạc hơn, mình suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Đó cũng là một trải nghiệm của bạn đúng không ạ? Chính xác, nó là trải nghiệm của em. Đúng rồi. Người trẻ nào cũng đúng rồi, chính xác. Khi mà mình trẻ quá thì mình đôi khi cái suy nghĩ của mình chưa có được đủ độ chín đúng không ạ? Và trong Sài Gòn kỳ án thì khi nãy từ đầu chương trình Tú Yên cũng có nghe Trang chia sẻ là hành trình của bạn và của cha mình nữa. Cái thời mà ba mẹ của mình mà thời mmà kinh tế mới đó. Kinh tế mới, thì bạn lúc đó là bạn chưa được sinh ra. Đúng rồi. Bạn lấy chất liệu từ đâu? Từ những câu chuyện của bố kể. Bố kể. Bố kể là bố kể của cho Trang nghe từ thời thơ ấu hay là như thế nào? Từ thời thơ ấu. Còn kể luôn. Tết nào cũng kể. Tết nào cũng kể. Đúng rồi. Mỗi năm Tết đến về là. Đúng rồi. Tết về là gia đình ngồi kể với nhau. Như vậy thì từ nhỏ đến lớn đã được nghe rồi, thấm nhuần trong đúng rồi và trong tim mình đúng không? Nghe rất nhiều. Và khi Trang viết Sài Gòn kỳ án cũng là một cái món quà để tặng cho cha mình. Đúng rồi. Khi đọc thì cha đã có những cái chia sẻ như thế nào với bạn?
bố em gọi điện em kêu là sách này mày viết, mày lấy hết tư liệu của tao mày phải trả bản quyền chứ. Hai bố con ngồi nói chuyện vui, đặc biệt là mẹ em ấy, bởi vì nhà em là làm nông dân hết, ba má thì làm nông dân, thì mẹ em là không có đọc sách. Nhưng mà khi mà cầm cái cuốn sách của em ấy, đọc đúng 2 tiếng hết, thì em cảm thấy là nó giống như một món quà rất là lớn đối với ba mẹ mình. Yeah. Tức là bản thân bác mẹ của Trang là cũng nhận được rất là nhiều sự đồng cảm đúng qua rồi, cái tác phẩm của bạn đúng không ạ? Dạ. Và Trang thân mến, như vậy đây cũng là một tác phẩm đầu tay của bạn và được bạn rất là kỳ công ha, chọn lựa chắt lọc rồi để đưa ra cho ra một cái đứa con tinh thần của mình. Bạn có cảm thấy hài lòng chưa? Em cảm thấy hài lòng với cuốn sách của mình. Dạ. Và sau Sài Gòn Kỳ Án thì Trang có ý định là sẽ tiếp tục ra mắt một tập sách thứ hai không? Một tác phẩm thứ hai của mình trong thời gian sắp tới. Có, em có dự định sẽ ra một cuốn sách nữa, nhưng mà cái này cuốn sách sau thì chắc em phải tập trung và em phải làm nó trau chuốt hơn cuốn sách cũ nữa. Nhưng mà chủ đề mà Trang muốn hướng tới trong cái tập sách tiếp theo là như thế nào? Em thì em vẫn muốn viết sách theo, thứ nhất là theo chất liệu văn học chứ không phải là những cuốn sách mang tính chất quản trị hay gì. Thì chủ đề tiếp theo thì em vẫn viết về Sài Gòn. Nhưng mà em sẽ viết về những cái người mà vô Sài Gòn, em gọi là Sài Gòn F1 đó. Tức là ba má ở tỉnh lên Sài Gòn và sinh ra cái người đó, thì cái người đó là gọi là Sài Gòn F1 đó. Là những con mà thế ba má sau. Đúng rồi, thế hệ sau. Có hộ khẩu ở Sài Gòn. Nhưng mà ba má thì là người tỉnh. Những câu chuyện em thấy có nhiều câu chuyện bất ngờ lắm. Hồi xưa em đi học có một bạn ấy, em nghe bạn ấy nói giao tiếp với em thường ngày, bạn nói giọng chuẩn miền Tây luôn. Em nghe ý như miền Tây. Đột nhiên một hôm em nghe điện thoại bạn nói, thì ra bạn nói tiếng Huế. Bạn là người gốc Huế nhưng mà là người miền Tây. Nhưng mà ba má vô đây lâu rồi. Không biết là các mọi người xuất xứ từ đâu, nhưng mà khi đến đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn thì đôi khi bỗng nhiên trở thành người đúng Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi. Có rất là nhiều câu chuyện thú vị như thế, và có lẽ là mọi người sẽ cùng chờ đón một cái quyển sách thứ hai viết về Sài Gòn của Trang ha. Nhưng mà bạn dự định là sẽ ra mắt trong năm 2018 hay là như thế nào? 2018 chắc em ra không kịp, chắc phải 3 năm nữa. Tại vì cuốn sách đầu tay là cũng đã mất 3 năm rồi đúng không Trang? Những cái thông điệp mà, và những cái gửi gắm của Trang dành cho bạn đọc. Thì cái cuốn sách của em thì em muốn gửi thông điệp thứ nhất là sống hãy có những giấc mơ của mình. Hãy đi theo những giấc mơ của mình. Thứ hai là sống theo một cái ngôn ngữ của Tony Buổi Sáng, hay là gọi là sống cứ hào sảng đi. Cái cuối cùng á, mà em muốn nhắn tới là mình, những người trẻ sau những ba vấp mình nên nhìn, có cái thời gian trầm lại để nhìn lại chính mình trong thời gian qua, trong quá khứ, và để mình có một cái hướng đi cho tương lai nó vững vàng hơn. Và trong Sài Gòn Kỳ Án lần này á, thì Trang cảm thấy là tâm đắc nhất là ở cái câu chuyện nào hay là một cái chương nào mà bạn đã ấp ủ từ lâu và muốn chuyển tải ngay đến bạn đọc? Trong này thì em có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà cái câu chuyện mà em tâm đắc nhất là hai câu chuyện đầu và cuối, viết về hai nhân vật Chihuahua và Sakura. Cái câu chuyện đầu của em là có tựa đề là Chihuahua phải chết. Câu chuyện cuối của em là giải cứu Chihuahua. Tức là khi mà người ta bước đến ngưỡng cửa của địa ngục rồi, nhưng mà nếu mà người ta vẫn còn có một cái động lực sống cực kỳ mạnh mẽ thì người ta vẫn còn có một con đường khác để người ta đi vượt qua. Rồi, thì câu chuyện cuối của em là câu chuyện mà Sakura tới để giải cứu cho Chihuahua. Thì hai câu chuyện đấy là em rất là tâm đắc. Đó cũng là một cái triết lý sống dành cho con người hả Trang? Cảm ơn Trang rất là nhiều. Hôm nay phải nói là được nghe một người trẻ ha, một tác giả trẻ chia sẻ về những câu chuyện trong cuộc sống, và đôi khi là nhiều khi là nhịp sống hối hả mà chúng ta cũng quên đi cái việc là sẽ tĩnh tâm lại, lắng dịu lại một xíu để có thể nhìn lại bản thân mình như thế nào ha. Để mà quảng bá cho quyển sách lần này thì bản thân Trang, bạn có những cái hoạt động như thế nào vừa qua và sắp tới nữa? Tôi yên được biết là bạn cũng mới vừa ra mắt thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em mới ra mắt được gần một tháng. Em thì có một cộng đồng cũng khá là mạnh về sách. Em có một bay khá là mạnh về sách, thì tại vì giai đoạn này em đang tập trung cho cái trang thương mại điện tử về sách của em. Cho nên là em chưa tập trung vào cái cuốn sách của mình. Thì hiện tại thì bên nhà xuất bản có đề xuất là làm ra mắt gì đó, nhưng mà em nghĩ là chắc không cần. Thì
tại vì em cũng có cộng đồng rồi thì cho nên là em làm chắc là cũng không khó để mà truyền tải những cái thông điệp của cuốn sách này của em tới. Nhưng mà có thể nó lâu nhưng mà không sao, tại vì phương châm của em là không cần nhanh, miễn là đừng có dừng lại là được rồi. Cái mục tiêu lớn nhất và lâu dài nhất của Trang dành cho sách là như thế nào? Ngoài cái dự án sách thương mại điện tử mà bạn đang triển khai thì cái mục tiêu cho những năm tiếp theo nữa thì là Trang muốn như thế nào? Em có một cái giấc mơ về sách thì nó cũng tương đối lớn. Em muốn mình giống như là Amazon về sách vậy. Nghe nó có vẻ hơi lớn nhưng thôi, tại vì giấc mơ mà. Mình cứ mơ thôi. Rồi cái hướng đi của mình thì sẽ cải thiện từ từ. Thì trước tiên mình chưa làm được Amazon thì mình làm những cái nhỏ nhỏ trước đi. Cụ thể là mình đã làm những cái việc nhỏ như thế nào? Cụ thể cái bước đầu tiên là em đang làm những cái website thương mại điện tử của em. Thì đầu tư cũng khá là lâu rồi, em làm 2 tháng vẫn chưa xong. Khá tâm huyết với cái trang web này. Rồi em cũng trau chuốt cho cái cộng đồng trên Facebook của mình khá là kỹ. Rồi là tương lai thì em cũng muốn làm những cái kênh, ví dụ như YouTube thì mình em muốn làm những cái kênh chuyên về sách. Em không muốn làm một cái kênh mà mình chỉ đọc sách thôi không. Em muốn là mình từ những câu chuyện từ đời sống, rồi mình thấy nó trùng với chủ đề cuốn sách nào thì mình sẽ lôi cuốn sách ra mình nói chuyện thì nó sẽ hay hơn. Những cái dự định, những cái ước mơ rất tâm huyết của Trang ha. Nhưng mà sau những cái trải nghiệm như thế và những cái định hướng cho tương lai thì Trang cảm thấy là sách đã mang đến điều gì cho chính bản thân mình Trang ạ? Em thì hồi xưa là em ít đọc sách lắm. Em mới đọc sách cách đây khoảng 3-4 năm gì đó thôi. 3-4 năm nay mới hay đọc sách. Thì sách thứ nhất là đầu tiên là rèn luyện cho em cái sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Mình đọc rất là kiên nhẫn. Em đọc sách chậm lắm. Kiên nhẫn. Cái thứ hai ấy là nó cho mình cái sự trầm lắng. Tức là hồi xưa mình còn trẻ là mình nghe thấy ai mà nói mà không đồng quan điểm phát là mình dậy bổ lên mình nói chuyện mình cãi. Nhưng bây giờ thì mình biết lắng nghe. Mình nghe người ta nói xong mình phân tích người ta nói đúng chứ là sai chứ nào. Mình đưa ra cái phản biện của mình nó chặt chẽ hơn. Thì sách cái mà em thấy tâm đắc sách nhất là sách cho mình cái sự trầm lặng, cho mình cái sự mà gọi là điềm tĩnh. Như vậy thì sách cũng góp phần tạo nên con người của bạn nữa. Hiện nay thì tôi thấy là nhiều bạn trẻ hay có lấy một cái lý do là vì cuộc sống bận bịu quá, không có thời gian để đọc sách. Và nhiều khi sách cũng là mất thời gian nè, và đôi khi phải có cái sự suy ngẫm, cái sự chiêm nghiệm trong đó nữa. Thì bạn có cái lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ là để làm sao để cảm thấy là sách luôn là một cái nguồn cảm hứng cho cuộc sống của mình và cũng là một cái kim chỉ nam giúp cho mình càng ngày càng hoàn thiện hơn Trang hả? Nói mà để có một cái lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ thì em chỉ khuyên các bạn là mình nếu mà mình chưa bao giờ đọc sách hay là chưa bao giờ để tâm đến sách thì mình hãy một lần đi vô nhà sách, đi đặt một cuốn sách và cầm nó trên tay. Rồi mình cảm nhận nó. Đó là cuốn thứ nhất. Cuốn thứ hai mình lại tiếp tục. Có thể mà cuốn thứ nhất mình mua mình không đọc, nhưng mà cuốn thứ hai mình tiếp tục mình mua. Nhưng mà em nghĩ là đến cuốn thứ ba là mình sẽ đọc được. Thì mình phải có cái từ đầu tiên mình phải có cái gọi là cái quan tâm đến sách trước. Mình chưa cần đọc nhưng mà mình cứ quan tâm. Ví dụ mình đọc cái tựa đề của cái cuốn sách này thì hay, mình cứ mua về. Rồi chắc chắn thành một cái thói quen là mình sẽ đọc thôi. Hay quá, Tư Uyên cũng sẽ áp dụng. Và hy vọng là chúng ta sẽ không còn đổ lỗi cho thời gian quá bận biểu nữa, bận rộn quá, mà có thể tĩnh tâm một chút cho tâm hồn của mình và cầm một quyển sách lên. Có thể là một cuốn sách về cuộc sống, hay là chỉ đơn giản là một cuốn sách với những cái câu chuyện vui cũng được, đúng không Trang? Đúng rồi. Quan trọng là mình thấy cái tâm hồn mình đúng nó rồi, thái. Xác, dạ. Dạ. Cảm ơn Phạm Gia Trang rất là nhiều đã có những cái chia sẻ đúng chất trẻ của bạn luôn trong chương trình Nhịp Sống Sài Gòn hôm nay. Và tôi Yên cũng mến chúc là những cái dự án về sách của Trang trong thời gian sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, đặc biệt là bạn sẽ có cái cơ hội để thỏa sức cái niềm đam mê của mình dành cho các tác phẩm văn chương Trang nha. Em xin cảm ơn chị Uyên và xin gửi lời chào tới các cả bạn nghe đài. Chúc mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng.